mỗi ngày. Lạ miệng với món ngon đậu hũ nhồi tôm chiên. Chào mừng các bạn đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Bây giờ thì Hoàng Long sẽ sơ chế từng loại nguyên liệu cho Minh Tuấn. Rồi, Long sẽ thái hành ngò thật nhuyễn. Đậu hũ này là đậu hũ tươi. Mọi người lưu ý là mình sẽ trần sơ qua nước sôi để cho miếng đậu hũ nó mềm hơn. Tiếp đến thì mình sẽ chia làm 3. Tiếp đến thì mình sẽ dùng một cái dao nhỏ. Mình khoét mở đường. Mình đi hết cái phần thịt bên trong, chính giữa thôi. Sẽ lấy từ từ mình lấy phần nhân ra. Nhớ giữ lại cái phần này phần nha. Phần nhân đúng không? Đúng rồi. Phần đậu hũ mình lấy ra vẫn có công dụng nên phải giữ lại. Rồi. Đó. Rồi. Mình Tuấn thấy dễ không? Dễ. Rồi làm hết nha Mình Tuấn ha. Sâu càng sâu càng tốt nha anh Tuấn. Càng sâu càng tốt hả? Đẹp quá Minh Tuấn ơi. Đối với tôm thì Long sẽ chẻ đôi, sau đó ông thái hạt lựu. Đấy, còn cái phần đậu hũ còn lại thì dầm nhuyễn đang gì đó mà. À, mình dầm nhuyễn rồi xong mình bóp cho ráo nước nha Tuấn. Đậu hũ sau khi trần qua nước sôi và chắc ráo sẽ giúp phần nhân có độ dai hơn. Mình sẽ cho hết phần nhân đã vắt ráo vào bên trong tôm. 2 muỗng canh nấm mèo cắt thật là nhuyễn, 1 muỗng cà phê hành ngò, 1 muỗng cà phê gừng băm, 1 muỗng canh mè rang, nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto heo, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Sau khi trộn đều phần nhân này lên thì mình sẽ chuẩn bị dồn vào trong đậu hũ. Rồi, hai mình cùng làm cho nhanh nha. Rồi, rồi mình sẽ dồn vô và ép thật là chặt. Ép chặt nó lại. Sau khi nhồi thịt phần đậu hũ thì Hoàng Long sẽ chuẩn bị một phần dầu. Tiếp đó Long sẽ lăn bột. Rồi, tẩm đậu hũ với Ajiquick bột tẩm khô chiên giòn giúp đậu hũ có hương vị thơm ngon và màu sắc đẹp hơn. Với món ăn này chúng ta sẽ chiên ngập dầu với lửa vừa giúp món ăn chín đều. Bây giờ dầu cũng đã nóng rồi đó. Bây giờ là Minh Tuấn thấy là mấy cái miếng đậu hũ mình là vàng ươm rồi. Rất đẹp mắt. Mình đã đủ điều kiện để vớt ra ngoài rồi đúng không? Món ăn cũng đã gần hoàn tất rồi, gần đến những công đoạn cuối cùng rồi. Như vậy là mình đã xong món ăn. Và bây giờ mình chỉ còn trang trí. Quá đẹp mắt. Quá lòng ơi. Cuối cùng chúng ta hãy trang trí bằng một lớp mayonnaise Aji Mayo. Đậu hũ chiên có màu vàng bắt mắt, mùi mè rang gừng thơm dịu, vị ngọt giòn của thịt tôm, béo nhẹ của sốt mayonnaise Aji Mayo hòa cùng với rau ăn kèm thành một món ngon tuyệt đỉnh.